Mấy ngày qua hàng vạn người dân đang sinh sống tại các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đang lúng túng khi nước sinh hoạt bốc mùi lạ. Việc những khu vực, đơn vị dân cư nào đang sử dụng nguồn nước do công ty cổ phần đầu tư nước sạch sẽ Sông Đà cung cấp được nhiều người dân quan tâm. Theo kế hoạch đảm bảo cung cấp nước sạch sẽ mùa hè năm 2019 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành từ tháng 7 vừa qua thì nhà máy nước mặt Sông Đà giai đoạn 1 có tổng công suất là 300.000 3 ngày đêm, có thể nâng công suất lên 330.000 3 ngày đêm. Nhà máy này do công ty cổ phần nước sạch sẽ Sông Đà Jiquesco quản lý với lưu lượng cấp nước cho Hà Nội trung bình bây giờ khoảng 250.000 260.000 3 ngày đêm. Công ty cổ phần nước sạch sẽ Sông Đà cung cấp nước tới các công ty nước sạch sẽ sau: công ty cổ phần Jiquesco, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch sẽ Hà Đông, công ty Ngọc Hải, công ty nghĩa vụ hữu hạn Đồng Tiến Thành Hà Nam và cổ phần Tây Hà Nội. Theo đó, công ty nước sạch sẽ Hà Đông hiện đang quản lý, cung cấp dịch vụ cấp nước cho khoảng 150.000 khách hàng tại khu vực quận Hà Đông, một phần Nam Từ Liêm, một số xã của huyện Hoài Đức, Thanh Gai, Đan Phượng, Ứng Hòa. Công ty nước sạch sẽ Hà Đông sử dụng nguồn nước từ các trạm cấp nước do nguồn nước sạch sẽ Sông Đà cung cấp khoảng 40.050 mét khối cho khách hàng của mình. Nhu cầu sử dụng nước trung bình khoảng 115.000 3 ngày đêm, vào các đợt nắng nóng có thể tăng lên 130.000-145.000 3 ngày đêm. Trong khi đó, công ty cổ phần Jiquesco quản lý, cung cấp dịch vụ cấp nước cho hơn 147.000 khách hàng tại khu vực quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, một phần quận Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Trì phía Tây quốc lộ 1A. Nhu cầu sử dụng nước trung bình khoảng 200.000 3 ngày đêm, vào các đợt nắng nóng có thể tăng đến 210.000 3 ngày đêm. Công ty Jiquesco sử dụng nguồn nước sạch sẽ do công ty cổ phần đầu tư nước sạch sẽ Sông Đà cung cấp khoảng 200.000-210.000 3 ngày đêm và nguồn cấp từ trạm Văn Điển với công suất 5.000 3 ngày đêm. Công ty này có thể dự phòng bổ sung nguồn nước mặt sông đúng khi nguồn nước Sông Đà không phục vụ nhu cầu. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến Thành Hà Nam và cổ phần Tây Hà Nội, công ty Ngọc Hải, đây là những doanh nghiệp tiếp nhận nguồn nước sạch sẽ Sông Đà để cung cấp cho khu vực nông xã dọc đại lộ Thăng Long các huyện Thạch, Quốc Gai, Hoài Đức. Nhu cầu sử dụng nước ở khu vực này trung bình khoảng 30.000 3 ngày đêm, vào các đợt nắng nóng có thể tăng lên 32.000 3 ngày đêm. Sau khi tiếp nhận phản ánh, thị trấn đã thành lập đoàn để kiểm tra toàn cục nguồn cung, xả nước của nhà máy nước Sông Đà. Hôm nay 15 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thành quả cho thấy nguồn ô nhiễm này do ở trên đầu nguồn nước có một số người dân đã đổ dầu phế thải vào đầu con suối, sau đó chảy ra biển và nhà máy không kiểm soát tốt dẫn đến chảy vào hệ thống lọc nước của nhà máy. Kết quả xét nghiệm chất tiren và có tỷ lệ từ 1:3-3, 6 lần cao hơn so với mức bình thường. Tiren là hóa chất dùng trong công nghiệp hay dùng để chế tạo sơn, nhựa có thể gây hại tới sức khỏe con người, tiếp xúc vĩnh viễn có thể gây ung thư.